Ái Phương tình tứ bên Hồ Vĩnh Khoa trong MV mới. Ái Phương sắp tung MV Nếu Anh Yêu Em, trong đó cô và bạn diễn Hồ Vĩnh Khoa có nhiều cảnh tình tứ ngay chốn đông người. Vừa ra mắt, ca khúc Nếu Anh Yêu Em của Ái Phương nhận phản hồi tích cực từ người yêu âm nhạc cũng như liên tục giữ vị trí top 5 trên bảng xếp hạng của một trang nghe nhạc trực tuyến trong gần 2 tuần liên tiếp. Trước thành công này, cô quyết định thực hiện MV để kịp gửi tặng cho khán giả vào cuối tháng 11. Trong teaser vừa ra mắt, nữ ca sĩ mời Hồ Vĩnh Khoa vào vai bạn trai của mình. Đây là dự án hiếm hoi mà nam diễn viên tham gia trong thời gian gần đây, nên sự góp mặt của hot boy nổi loạn khiến nhiều khán giả tò mò về vai diễn của anh. Hồ Vĩnh Khoa chia sẻ, ngay khi nhận lời mời từ Ái Phương, anh ngay lập tức nhận lời vì tình cảm bạn bè thân thiết từ trước. Tuy nhiên, đây cũng là lý do khiến cặp đôi khó xử khi phải thể hiện cảm xúc của một cặp tình nhân trước ống kính. Do đó, trước mỗi cảnh quay, họ dành thời gian nói chuyện để có thể cùng hóa thân vào đôi tình nhân như trong kịch bản. Nếu Anh Yêu Em do Lê Phương sáng tác, thông qua lời bài hát thể hiện tình yêu chân thành của một cô gái, ca khúc ngầm truyền tải thông điệp, hãy mạnh mẽ buông tay khi nhận ra một chuyện tình chỉ được vun đắp từ một phía, đừng cố chấp để phải sống trong đau khổ dày vò. Bên cạnh sự đón nhận từ người hâm mộ, nhiều sao Việt cũng bày tỏ sự đồng cảm dành cho bài hát như Angela Phương Trinh, Hoa hậu Kỳ Duyên, ca sĩ Thanh Duy, MC Huyền Ni, người mẫu Xuân Lan. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!